đi ngoài đường mà mưa ướt nhịp nhèm em, ướt hết cả người luôn, mà chắc là mình hồi nãy đi á, mưa tới tận đầu gối mây luôn, chắc bây giờ phải tới bụng mây rồi. Nhưng mà kệ đi, thời tiết như thế nào thì cũng chả liên quan tới bản tin Hi News sẽ được lên sóng vào lúc 7 giờ tối hàng ngày trên kênh của Thế Giới Di Động. Và ngày hôm nay thì hãy cùng Mây theo dõi là bản tin ngày hôm nay có gì đang chờ chúng ta nhé. Let's go. Samsung tiếp tục hoãn ngày phát hành Galaxy Fold. Huawei Nova Nami lộ diện trên Geekbench. Xuất hiện ảnh dựng Google Pixel 4 với màn hình đục lỗ thiết kế đẹp hơn iPhone năm 2019. Galaxy M40 lộ ảnh render xác nhận màn hình Infinity O và cụm 3 camera. Nhấn chìm Arsenal, Chelsea vô địch Europa League. Sự việc của chiếc smartphone màn hình gập của nhà Samsung thì chắc hẳn chúng ta đã chẳng còn xa lạ gì nữa. Và mới đây, theo một số thông tin từ các trang báo tại Hàn Quốc thì cái việc khắc phục sự cố này đã diễn ra chậm hơn so với dự kiến. Như vậy thì Samsung lại tiếp tục trì hoãn ngày ra mắt chiếc smartphone này cho tới cuối tận tháng 6 cơ. Cụ thể hơn thì hai vấn đề lớn nhất trên chiếc điện thoại Galaxy Fold phiên bản thử nghiệm là miếng dán bảo vệ màn hình vô tình bị bóc ra và xuất hiện khe hở giữa vị trí bản lề. Theo Samobile thì để tránh việc miếng dán bảo vệ bị bóc gỡ làm lộ ra màn hình OLED thì Samsung đã cố định nó vào các cạnh của thân máy. Đồng thời thì hãng cũng thu hẹp khoảng cách giữa bản lề và màn hình, giảm khả năng bụi bẩn hoặc là dị vật lọt vào. Tuy nhiên đến hiện tại quá trình khắc phục vẫn chưa hoàn tất. Chúng tôi dự kiến sẽ công bố ngày bán ra chính thức mẫu máy này trong vài tuần tới, một phát ngôn viên của Samsung cho biết. Bộ đôi Nova 5 và Nova Nami sắp ra mắt của Huawei đã được Ủy ban Kinh tế Á-Âu thông qua. Ngoài ra thì Nova 5 Y còn được cấp chứng chỉ từ Hoa Kỳ cũng như là cơ quan chứng nhận 3C tại Trung Quốc. Và mới đây thì máy đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench, từ đó đã tiết lộ một vài thông tin quan trọng về cấu hình máy. Thông tin cho biết là smartphone sẽ trang bị bộ vi xử lý Kirin 710 kết hợp với RAM là 4GB và kết quả cho thấy Nova Nami đạt 1.538 điểm hiệu năng đơn lõi và điểm hiệu năng đa lõi là 5.388 điểm. Trước đó thì chứng nhận 3C cho biết rằng máy sẽ hỗ trợ sạc nhanh công suất là 10W, còn trang web của FCC cho biết máy sẽ được trang bị viên pin dung lượng là 3.900 mAh. Ngoài ra thì danh sách cho thấy Nova Nami sẽ cài sẵn hệ điều hành Android 9.0 Pie. Có một điều thú vị ở đây là dòng điện thoại Pixel của Google từ khi được ra mắt đã bị nói là sao chép iPhone 6 bởi nó được sản xuất từ HTC, một hãng mà đang chật vật trên thị trường. Nhưng mà với thiết kế được nâng cấp lần này thì Pixel 4 hứa hẹn sẽ là một chiếc smartphone bỏ qua iPhone luôn. Và những ai là fan của Android thì chắc chắn sẽ được trên tay một thiết bị thuần Android với một thiết kế là thanh thoát và hiện đại hơn bao giờ hết. Mới đây đã có một hình ảnh dựng mới đến từ một nhà thiết kế hàng đầu thế giới cho thấy là chiếc Pixel 4 sắp ra mắt của Google với một điểm nhấn mà nếu như thành sự thật sẽ không còn gì tuyệt hơn. Bạn thấy điểm khác biệt chứ? Một chiếc Pixel 4 với mặt lưng là sự kết hợp giữa hai tông màu, chứ không chỉ là một tông như trước đây nữa. Khả năng điều này xảy ra là bao nhiêu phần trăm không ai biết được. Nhưng nếu ảnh dựng này là chính xác thì còn gì thú vị hơn nữa. Samsung dự kiến là sẽ cho trình làng chiếc smartphone thứ tư trong dòng M-Series của mình có tên là Galaxy M40 vào ngày 11 tháng 6 tới đây tại Ấn Độ. Và tới hôm nay thì có một người dùng trên trang Slackleak đã đăng tải một hình ảnh render nói về cái thiết kế tổng thể của chiếc Galaxy M40 này. Như vậy thì máy sẽ được trang bị chip Snapdragon 675 đi kèm với RAM là 6GB và 128GB ROM và M40 sẽ kế thừa thiết kế truyền thống trên các dòng M-Series trước đây. Tuy nhiên, ở mặt trước thay vì sử dụng thiết kế giọt nước như Galaxy M10, 20 và 30 thì M40 sẽ được trang bị màn hình Infinity O, tương tự như là Galaxy S10. Và với thiết kế này thì tất nhiên máy sẽ có viền màn hình khá là mỏng và theo như hình ảnh render cho thấy thì phần nốt ruồi giữa camera selfie có kích thước không lớn lắm. Ở mặt sau thì M40 sẽ được trang bị cục 3 camera đặt dọc cùng với đèn flash LED, ở giữa sẽ là vị trí đặt cảm biến vân tay. Về giá bán thì khoảng dưới 8 triệu đồng tại thị trường Ấn Độ. Đây là một mức giá tầm trung và có thể là M40 sẽ vẫn được trang bị thiết kế bằng nhựa. Hình ảnh render cho thấy là Galaxy M40 có màu xanh và chắc chắn là Samsung sẽ còn tung ra nhiều lựa chọn màu khác nữa. Vào tối ngày hôm qua thì Chelsea đã xuất sắc đánh bại Arsenal trong trận chung kết Europa League 2019 với một chiến thắng đầy thuyết phục. Và danh hiệu này là một cái lời chia tay đẹp trong một mùa giải đầy biến động của họ. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2 thì thế trận đã diễn ra hoàn toàn trái ngược với hiệp 1. Weirout sớm đưa Chelsea giành thắng lợi với cú đánh đầu đầy hiểm hóc mở tỷ số. Thua ngay đầu hiệp 2 thì Arsenal dồn lên tấn công dữ dội nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng thứ họ nhận lại chỉ là đòn hồi mã thương của De Bruyne. Từ một pha mất bóng của Mantai Knight thì Chelsea đã áp sát cướp bóng và tổ chức tấn công. Pedro dứt điểm sắc sảo nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo xanh. Như vậy thì tới giây phút cuối cùng, 4-1 là kết quả chung cuộc cho trận đấu chung kết Europa League năm nay. Và Chelsea chính thức nhấn chìm Arsenal để lên ngôi vô địch Europa League.
Tới đây thì bản tin Hi News ngày hôm nay đã kết thúc rồi và hy vọng là những thông tin mà Mây cung cấp ở trên sẽ có ích cho các bạn. Và cuối cùng cũng đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Di Động nha. Xin chào!